Festival Đồng bằng sông Cửu Long lần 1 ngày 10 tháng 10 năm 2020. Rô Shiba Inu. Chú đó tên Rô đâu à? Rô Trần Chí Cường đâu à? Tổng. Chú đó cột ghi tên là Tổng số 65 đâu à? Tổng số 65. Thanos. Thanos số 70 đâu à? Đầu tiên của chúng ta ha. Rồi mời năm chú chó chúng ta chạy một vòng cho giám khảo đánh giá đi ạ. Chúng ta chạy một vòng theo thứ tự từ từ. Rồi chạy một vòng theo thứ tự đi ạ. Chạy một vòng theo thứ tự ạ. Bởi chúng ta xếp lại theo thứ tự ha. Chúng ta đứng theo thứ tự luôn. Đứng theo thứ tự. Anh lên đầu tiên đi, anh đứng lên đầu tiên đi, rồi em xuống thứ hai. Rồi chúng ta xếp cho chú chó đi để giám khảo chúng ta đánh giá. Rồi mời anh lên đây chúng ta để giám khảo đánh giá. Ở đây nha. Ủa mấy anh này chụp thì ra nói em lên cho em. Đây 4 phần quà, 5 phần quà luôn dành cho 5 thì có 2 năm. Đây nha, cái này là phần quà của mèo. Thế này là chúng ta sẽ có 4 phần dành cho những bé mèo. Rồi, mời anh chúng ta đi những hướng qua đây để cho khoảng không nào. Đây, sắp sắp lên nhà quà cho mấy bé mèo cũng hơi hơi dịu dịu luôn á. Rồi, việc phát tiếp đầu tiên. Xin mời bạn Phùng Ngọc Thảo Vi, 3 số cuối điện thoại 591. Và cái mẹ của chúng ta tên là Béo. Rồi bạn Phùng Ngọc Thảo Vi có tại festival không ạ? Phùng Ngọc Thảo Vi lần cuối cùng. Và chúng ta tên là Thủy Hiếu. Rồi và chúng ta mình bớt rồi. Phúc số báo danh 48, Lucky số báo danh 42, Xoài số báo danh 63, Bèo Lê Hắc Nữ số báo danh 52, Suna số báo danh 53, Cáo Rừng số báo 60 danh 85, Xoài Lung số báo danh 84, Gấu số báo danh 86. Mà Quẩy số báo danh 18. Toro số báo danh 92. Super Genshin số báo danh 9. Tiểu Bảo, Tiểu Miêu, Tiểu Bạch số báo danh 97.
chúng ta chờ ở ngoài sân Linh nè. Quốc Thảo, ba số điện thoại 694, bé tên là Bơ. Một lần nữa xin mời bà Quốc Thảo, ba số điện thoại 694 và là xe của bé Bơ. Và lần cuối cùng, xin mời... thông báo ba chú chó và thắng giải vừa rồi. Xin mời bước lên sân khấu chính để chụp hình cùng ban giám khảo và phần thưởng của nhà tài trợ. Một lần nữa, tôi xin thông báo ba chú chó vừa thắng giải. Sau vừa rồi, xin mời lên sân khấu để chụp hình cùng giám khảo và nhà tài trợ. Mời ba chú chó đoạt giải lúc nãy lên sân khấu để nhận giải thưởng. Mời ba chú chó đoạt giải của cái giống chó nhỏ, chúng ta lên sân khấu. Đơn Nguyễn Thảo ơi, chúng ta có thể xin mời bước lên các bạn. Nguyễn Thảo, hai số điện thoại, ba số điện thoại 292, bé tên là Mân. Nguyễn Thảo lần thứ hai ạ. Và Nguyễn Thảo lần thứ ba. Không có. Rồi, tiến hành một xíu thôi nha. Rồi, bây giờ tiếp theo. À, một bé mèo anh lông dài tên May. Và xin mời chủ nhân của bé tên là Nguyễn Tấn Tài, ba số cuối 607. Rồi, ai chúng ta có những bé mèo anh lông dài tên May, chủ tên là Tấn Tài, chị Mỹ Thực Trang, người của một sân khấu ạ. Giám khảo đang đánh giá của chúng ta là anh Nguyễn Minh Khang. Anh Nguyễn Minh Khang hiện nay là chủ nhiệm của câu lạc bộ cái giống chó bản địa ha. Và anh Nguyễn Minh Khang cũng là giám khảo của cái giống chó bản địa của Hiệp hội Chó giống Việt Nam. Lương Nguyễn Duy, bé Bông, mèo anh lông trắng. Bạn Duy ơi, bạn Duy, xem bé Bông mà mèo anh lông trắng và tiếng tập tranh của khu vực sân khấu ngày qua. Một lần nữa xin mời bạn Lương Nhật Chi, ba số điện thoại 072. Không có rồi. Và sau ba lần thì không có bài với các bạn nữa tí ạ. Rồi, tiếp theo xin mời bạn Lê. Bạn này cái tên hơi khó đọc một chút. Tiết Trang, Võ Thị Tiết Trang. Bé mèo tên là Bào Ngân, ba số điện thoại 624, chị Mỹ Thực Trang, người của một sân khấu luôn luôn nha. Rồi, ba người đáng hay đáng, hai người còn lại chúng ta sẽ có phần quà. Rồi, tiếp theo Lê Thảo An. Lê Thảo An, bé là mèo Sim, tên là May. Thảo An đúng không ạ? Thảo An đúng không ạ bạn? Trang à, rồi. Mấy người đã ba rồi. Lê Thảo An ơi, chúng ta có tại đây dồn lên nè, chúng ta dồn lên nè. Rồi, không thấy Thảo An rồi. Chúng ta hủy phiếu. Hai vòng, giữ khoảng cách ra. Hai vòng. Không có gì như thế này là không có quà. Rồi, xong đứng đây nha. Mình xếp xếp lên đây. Đúng không ạ? Mấy phần thưa chị? Ba giải giúp gì ba cho dẫn xích ra xíu đi em ơi, dẫn xích ra xíu đi. Rồi, năm chú chó chúng ta. Rồi chạy một vòng giữ khoảng cách. Rồi mình dừng lại đi em, dừng lại đây đi. Rồi chờ em từ một con thôi.
Học luôn à. Không để đứng, đứng để giám khảo kiểm tra. Bắt ngồi. Chúng ta chạy một chút xíu ha, chạy xa xa một chút kiếu và chạy đều vào các anh chị ha. Rồi chúng ta chạy một vòng mà.